hôm qua thì cái cuộc họp FOMC thì có đã có những lúc ETH xuống tận cái vùng 2279 thì thầy cũng đã khôn anh chị em là cứ cái vùng 2 x này các bạn này là mình đều có thể là là một cái 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 uh, vùng rất là hợp lý đấy thì uh, tại thời điểm hiện tại thì uh, ETH nó đang là nén rất tốt này các bạn này target sắp tới của ETS thì nó sẽ làm mấy cái vùng này thứ nhất là vùng 2k, 2K... 2 2.5 này đấy hoặc là 2.5 2564. trước mắt là như thế đã tài cờ đang target là 2 2k5 đấy 2.5 ấy và khoảng 2.5 2.6 đấy view vẫn là view tăng thôi các bạn ở những cái vùng dưới này là, là những cái vùng gom này ví dụ như 2k1 này hoặc là 2k2 này, là những cái vùng gom này còn lại thì cái target sắp tới cũng là khoảng tầm 2... 2k5, 2k6